Ok, hôm lên em. Hôm dài cũng khá là bận nên chưa có thời gian chơi game. Thì hôm nay cũng ngày cuối cùng nghỉ lễ nên tranh thủ chơi một chút. Dạo gần đây cũng đang nghiện mấy con game mà dạng thủ thành. Nhất là mấy cái dòng thủ thành mà kết hợp thêm nhiều yếu tố khác nữa. Thì lần trước tôi chơi con ga đó, anh em nào chưa xem thì xem thử. Rồi, để tôi lục lại cái video à. Không biết có ai còn sống không ạ. Sinh hoạt như đây. Gaia chết này thì một con game cũng mới lên Steam thôi. Ok, cô lên em. Hôm nay thì chơi thử con game mới. Đó. Con này thấy cũng nổi lên. Con Mặc dù ban game cũng đầu là khá là tôi hay chưa nè, xài tuy nhiên nó hơi gối gắm quá. Nên thành nên ra tôi ít cũng anh em chậm. chơi, nên hôm nay cũng mò mò thì thấy có một demo game mới. Đây, tôi con này nè, thì tôi cũng mới tải rồi, bây giờ cũng tranh thủ vô chơi thử luôn. Một số review nhận định thì đây là một con game cũng khá lỗn đó. Hiện tại chỉ mới có phiên bản demo với logo thôi. Đây thì tôi không biết hai cái phiên bản này nó có khác nhau nhiều cái gì không nên tải thử cái bản mà demo chơi trước thì trong nó cũng tạm ổn thôi, mặc dù lượng follow hơi khiêm tốn đó. Thì tôi nhìn thấy có thẻ bài nữa không, còn lại một cái xây dựng đó, nên giờ vô tranh thủ chơi thử luôn. Đây mới mở lên setting nãy để tôi chuyển qua màn hình kia được không. Không có tiếng bọng gì ta. Đây. Lên hình lên tiếng rồi. Farm gate limit 30, 40, 60. Chơi gì kỳ cục gì. Để tôi chỉnh cái giới hạn tốc độ màn hình lại. Ok, 60 thôi. Đó giờ mới thấy cái setting FPS mà nó cap ở 40 á. Hiệu ứng nhân vật, Vsim chắc không cần đâu. Chấp, hiệu ứng chấp. Ủa, giới hạn rồi mà nó vẫn chạy dữ vậy ta. Đây 60 ổn. Ngôn ngữ chỉ có tiếng Anh với tiếng Trung hay là Nhật gì thôi. Có độ phân giải cao hơn. Chắc để 2K được rồi. Máy này bây giờ nó cũng già cỗi lắm. Audio hả? Ồ, đồ họa coi cũng ổn quá chứ, không đến mức là quá lâu poly. Tôi thấy có cảm giác hơi khựng khựng đó, nhưng mà FPS nó không có tục nha. Có thể nãy là cái đoạn camera nó quay vô các cảnh rồi nó nhảy ra thôi. Bên này có một số cái vật dụng nữa nè, sau này tôi nghĩ là nó có thể liên quan cái nâng cấp gì đó. Hiện tại mình mới can thiệp những cuốn sách sách sống hả. Hai con mắt ở đây sao mà mới vô mà có continue ở đây nữa. Chỗ một cạc tắt FPS được rồi. Left hand tay trái nè, khi cái cạc này nằm ở bên tay trái thì sẽ kích hoạt hai lần khi chơi. Sẽ hủy một cạc đây, cứ một cạc cất đi mất. Giáp này là cái lửa quỷ đâm có hai vậy ta, 4 điểm mà có hai đam là sao? Tôi nghĩ là cái thời gian bên đây là thời gian hồi chiêu á, chứ không phải là cái số này càng thấp càng tốt. 4 như gì nó hơi yếu rồi. Thì sao? Khi chơi mà cái cạc này hai lần thì nó sẽ tự hủy luôn. Vậy là cái cạc này chỉ có hai cái thôi. Nhưng mà hai này màu tím, không biết cái màu tím này nó có xịn hơn cái màu xanh không hay là nó chỉ design như vậy. Chắc chọn cái màu tím này quá. Làm quen game. À nó có chia theo cái tầng mà router mình đi nè. Chọn tuyến đường đi giống như con Layfield vậy. Hai cây kiếm này chắc quái mạnh quá, Elite. Một cây kiếm là quái thường. Sự kiện ngẫu nhiên. Thương nhân là mình xài tiền. Này cái gương thì ai cũng biết rồi. Thì nó giống hệt con Layfield thôi. Cái campfire thì chắc họ hồi máu nhưng mà nâng cấp vật phẩm. Cái thợ rèn thì chắc nâng cấp bài. Vì cái campfire là không có nâng cấp quá. Campfire này chắc có nghỉ dưỡng hồi phục hồi máu hay là làm gì thôi. Mình có hai cái đơn vị là máu với tiền nè. Thì cơ bản là nhìn thấy nó giống như lay đầu file luôn. Boss hả? Demo thì chắc xong boss đầu tiên là hết chứ gì. Bây giờ nên coi mình đi đường nào. Bên trái có cái gương nhưng mà không được tiêu tiền. Mình chọn gương hoặc tiền thôi. Có được tiêu tiền ở mức gần cuối. Rồi đi bên trái ha.
Bên trái có quái elite luôn. Ok. Ngon. Vô đồ quả cũng được đó chứ. Nhìn xanh tươi có người mất mắt luôn. Nhất là ba cái vân lá cây nè. Nhưng mà lạm dụng cái ánh nền là mô tình luôn á. Cũng phải mô tình luôn mới nó là cái gì quên tiêu rồi. Quái nó sẽ đi từ 4 ô này theo cái đường này đi lên 2 ô của mình. Nó có ghé lên trên được nó không? Ethal á, Ethal xài cái mất luôn nè. Cháp này đặt trên nền. Ba đam nhưng mà nó không có kinh đau luôn, cứ đi lên là đánh ba đam, còn cái này bốn đam thì kinh đau 3 giây. Nếu nó đi cái tuyến đường này, cái 7 hất này, nó sẽ hất ra hai ô nè. Hất nó xuống sông được không ta? Hay là hất nó ngược lại? Quy vậy à? À không cần kéo thả, chỉ cần bấm chọn rồi để ra thôi. Ép là xác nhận. Ủa? Đây, nó chết đây. Thì thao là nó mất luôn, là lá bài chỉ được xài một lần á. Còn lại đặt cái cháp. Nếu điên đó. Sao không xài nút EG mà xài nút Q nút E ta? Ok. À, cái lá này ra nó sẽ hủy một lá trên tay mình. Stargate EG đó. Cái này tốc độ nó chỉ có ít thay thôi. Này là những cái lá bài của mình dùng để mà kiểm soát. Đấy. Nó hết được chưa? Ok. New hand. À new hand là lỗi ra lá bài bốc mới. Hết bài rồi bốc nữa được không? Hay là mình chỉ xài được cố định 10 lá này thôi? Thắt nó xuống sông được nha, nó chỉ mũi tên thẳng vào cách một ô nè. Đó, rớt đây nè. Nếu vậy thì cái lá hất này gần như là cái lá mạnh nhất này. Kinh đao nó là 3.5 giây nhưng mà nó một kích là chết luôn mấy con quái này. Cái này là những cái mảnh trong dẫm lên. Cái này là dạng đất, rau và đất. Đặt xuống đất á. Cái này là trong trên tường, nó có thể đẩy lùi quân địch. À không, phải đặt vô tường mới được. Có cái trụ đặt ở đây thì nó đẩy lùi thì nó con quái đi đây nó đẩy qua đây hả? Vậy chắc đựng cái đây á, đặt nền đây. Rút thêm được thêm bài không? À nó sẽ quay lại vòng lại. Chị xài cái bẫy này cho nó xịn xò. Đây, hai đây. Ok. Không, nãy đáng lẽ đặt mấy cái bẫy hấp ở dưới này nó ngon hơn. 4/6 gào à. Tiền là 75. Cái này là tiền thưởng hay là tiền của mình có sẵn? Này là gì? Máu được tặng thêm 40%. Cái này là boost của mình hay của địch? Giờ tiền dư quá chả biết làm gì luôn. Ủa sao không rút bài được nữa ta? Ê! Con quỷ này nó đi lạc cơ. Chỗ này không xây được. À chỗ này không phải là cái vách tường. Khỏi toan tôi rồi. Đã new hand được nè. Là cái con này nó phải kinh đau á. Đó nó bị đóng băng hình cái tượng nè. Nước quay một mà sao nó nhiều dữ vậy ta? Nó điên dưới nữa nè. Không, phải đẩy nó lên trên. Để lùi không? Nè, đẩy ra đường ô nè. Ủa đâu? Đẩy nó rớt xong luôn kìa.
Ồ, có bộ ngon nha. Vậy nãy dựng hai cái tường ở đây là đẩy hơn, nó xịn sò hơn bảy này nữa. Chóp chóp, cái này là power là cái gì? Power. Bất cứ khi nào mà lay hai cái cạc, khi mà mình xài cái cạc mà quỷ luôn thì thao á, thì mình sẽ rút thêm hai lá nữa. Nãy giờ tôi thấy rút bài thì nó ra đều đều mà. Có thể sau này cái điểm của mình nó tăng nhanh hơn chẳng hạn. Cái này màu tím hay này màu xanh à? Quỷ một cạc đó nè. Knock enemy. Gắn lên tường có thể đẩy lùi quân địch mà 4 giây rưỡi lận. Sao cùi dữ vậy ta? Hiệu ứng này nó sẽ tính theo cái trọng lượng của quân địch. Có thể là mấy con to hoặc nhỏ hay là mấy con nặng nhẹ gì đó. Đam sẽ cao hơn đối với những quân địch mà có trọng lượng thấp. Có thể nó là cái thuộc tính trọng lượng như là lửa, băng, nước, sét thì chẳng hạn. Nhưng mà lấy màu tím đi. Không lấy được cả ba. Bên trái thì có thể tiêu tiền, còn bên phải có cái gương. Coi cái tiền trước đi. Rồi quên nữa, mới có mấy quay đầu mà làm gì có tiền. Vô nó bán lá bài 200-300 vàng thì mua không được, cũng như không à. Kinh nghiệm trên lây đầu phai mà, cái gì đó. Map kỳ cục như nào. À, đi tháo nè. Rồi bây giờ mình xài lá này là chắc nó rút hai lá đó. Đương nhiên là hết xong rồi. Ủa? Ủa không, cái lá nó xài hai lần. Đâu đọc kỹ lại. Ủa mấy cái lá bài của mình nó không ra đây hả? Nè, rút hai cạc nè. Nhưng mà sao nãy tôi đặt cái này hai phát ta? Đặt thêm một cái chồng ở đây nữa. Quả thì rút quá trời bài rồi. Hết điểm rồi. Nhấn EG để bắt đầu tôi. Tiếp hai đi. Ê, đường điểm nữa nào. Nó đi đường dưới này không ta? Chính giữa này mình phải đặt. Rồi hết điểm rồi, quên lắm. Đặt cái 7 đôi ở chính giữa. Tôi nghĩ mạnh nhất trong cái mấy giao đầu có thể là mấy cái 7 hất này thôi. Vì sao nó thiết kế cái map mà không có xong thì mình hất nó vô tường thì nó ra sao ta? Ủa? Mà không, nhầm cái này mới đúng. Sàn cái rút hai cái nữa rút sạch bài luôn nè. Đúng giao đầu. Cái bảy chồng này, này để nó lùi lại cái. Ok, tiếp. Như chồng này. Chồng này để đẩy vô vô cái bảy này rồi. Bảy đôi chắc đặt cái đây nữa. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi mai vừa kịp. Sao mấy con này mà nó chạy như lăng ba vi bộ vậy? Mới có quay năm mà. Cái nữa đây đây. Cái dưới này đẩy lên đó. Kiếm mình cái bẫy đồi với cái bẫy đường ở đây nữa. Hay là đặt vô cái vách này đó. Rút đi. Rút tưởng cái. Thêm cái bẫy đường. Ủa, còn quái cuối luôn mày. Rồi tính cho dữ vô. 150 tiền. Vậy là nãy giờ mỗi quay mình có 60-70 vàng à. Mình đi hai cửa thì nó từ 75 nó lên được 150 nè.
Tiết lách này là ta, nó có nghĩa là đặt lợi đó, là khi mình đặt xuống một lá mình đặt thêm lá nữa phải không, hai lá trùng nhau hả? Cái này nhận hai chen, chen thì sẽ tăng đam cho tất cả cái cạc bảy thôi, bay một, tức là hai chen là mấy lá cạc của mình lên hai đam, như lá này lên bốn đam nữa là giống hai chen một quay, mà khi mà có quân địch sớm thoát chắc là máu mình nó tục á. Lá này thì đúng kiểu hên xui may rủi luôn á, sổng tầm hai con quái là coi như cái đội hình mình đi luôn, bảo hiểm quá ta. Dị chơi là gần như là nguy hiểm lắm, thử cái lá này, tất cả các lá bài mà không có đít lách, không có đặt lợi hay là không có làm gì, bảy mình để xuống rồi có cầm lên được không ta, đi đủ tiền luôn nè. Không chọn một lá cạc trên Z và thêm nó vào tay mình, thì có ba cái vật phẩm nữa nè, mũ cao bồi hả, mũ thám hiểm, mỗi 10 giây sẽ random một hiệu ứng bị biến thành một con gà, có tác dụng với boss không, nó không có ghi, có thể có tác dụng với boss đó. Khi mà nhận được cạc thưởng thì nhận thêm một cạc nữa, ủa không, thêm một tùy chọn nữa chứ không phải là thêm một cạc nữa. Cái này đầu game có vẻ khá là ngon nè, có thể control bài khá là tốt luôn. 10 vàng, thêm 10 vàng mà bỏ ra 120 vàng này thì phải 12 gao lại mới có lãi. 7 trên sàn thì trừ 2, trên tường thì cộng 2. Mình trên sàn nãy giờ nhiều lắm. Ngẫu nhiên một cái lá cạc trên tay và nhận thêm một lá trên tay và cho nó thành công. Lá này khá ngon nè. Công trình thì sẽ tạo thành cái khối lốc, nó có thể sử dụng để đặt tường, để đặt mấy cái bẫy trên tường. Không có đam, cái này nó phá được không ta, tạo ra cái số lượng phi tiêu thì bằng với mà cái số năng lượng ít ít này là mấy số màu cam góc trái trên là dạng như action phone đó, thì bên layer phi cũng vậy thôi. Tôi thấy hai lá này còn ngon nhất trong đây rồi, hoặc là cái chính giữa này, 6 đam lấy cái cháp, còn cái này thì cũng được, rồi chơi cái xịn sò này. Remove một cạc tốn 20 tiền, cái cạc vui nhất thì tôi nghĩ chắc là cái này hoặc là cái tường này thôi. Cái tường nó còn có hiệu ứng đẩy lùi nha, full bắt nè, bỏ cái này đi, 20 vàng, bỏ được lá một á, hết tiền rồi. Tiếp một sự kiện thì bạn đến với một nửa đi. Chữ chảy như tên lửa vậy, một người lạ đang trừng mắt vào mình đi đường trái đường phải, đường trái đường giữa, quay đầu rồi ở đây đi giữa, 50% cơ hội là lấy được 50 vàng, nhưng mà thua mất gì, được có 30 vàng à, không hiểu gì cả, cái sự kiện đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Map này dễ xây chứ, nhưng mà hất tung không được nha, cái ô này qua ô này có một cái à, hất thì phải xây ở góc này hoặc là góc này. Cái lá này thì khá là ngon, xây cái hất trước đã. Ủa? Xây được hai lần luôn hả? Ở đây xem một lá với đèn lá nữa. Cái tường cho ông đặt đây. Rồi cái này nó không phải tường đặt không được rồi.
Rồi, cứ lay trước đã. Hất, hất, hất được hai con không? Hất lần con à. Trải lá này đây, rồi mình rút bộ bài mới. Tsukigen thì tôi chắc để đủ mà nhiều nhiều điểm tôi mới xài. Kịp không chạy? Tính đặt cái Tsukigen ngay đây nè. Tsukigen này nó dạng tường, nó dạng đặt trên tường á. Thì tôi nghĩ nó bắn theo cái đường dội dội thôi, trúng cái nó dội ngược lại hoặc là đi theo cái đường zigzag nhìn lên xuống như nào. Xài lá này có khả năng là dân mất cái Tsukigen của mình đó. Không ổn rồi. Bốn rồi. Năm sáu điểm gì? Năm rồi. Ê ê ê. Con nữa nè. Không không, 6 điểm nó mát rồi. Ủa? À nó đi hết đường thẳng luôn. Không, đặt đường dưới này nó ngon hơn chứ. Mình xài hết hai lá, bốn lá này rồi nên không còn lá thì thao rồi nữa. Nên bỏ lá này đi. Đây cái Sugien đó nè. Tôi sẽ đặt mấy bức tường trong ở đây để nó đẩy xuống luôn. Con lá hất nữa nè. Lá hất đó chắc đặt ở đây quá. Này nó 6 điểm là mát à. Đây đặt được không? Không được. Dĩ chắc đặt ở đây chiếu xuống thôi. 5 điểm luôn. Hai lá này hết mười mấy điểm rồi. Tính ra là cái bom, cái phi tiêu này là lợi hại nhất á. Mới đầu đây thì cứ tưởng bom gun xong luôn rồi. Khi bắt đầu mỗi quay thì random tiếp một cạc, nhưng mà nhận được một cái điểm là phi trọng lực. Phi trọng lực thì nó sẽ là mỗi cái điểm phi trọng lực sẽ giảm đi cái cân nặng của quái đi 25%. Tức là như cái lá đấm bốc sinh này nãy á. Gandum quỷ một cạc á. Gandum bỏ một cạc. Ủa? Sử dụng cho cái bẫy trên màn hình của mình. Cái bẫy này sẽ tăng 4 feet. Sau feet thì nó sẽ giảm thời gian hồi chiêu đi 10%. Tức là như cái phi tiêu hồi nãy là mình có thời gian cân đau khoảng 1 giây đi thì cộng 4 feet này vô thì nó giảm 40% thì còn 0.6 giây. Double cái giá trị này. Cái này cũng khá là ngon đó nha. Nhưng mà xài được có 1 lần à. Hồi nãy tôi để ý thì nó chỉ max 6 điểm action point thôi. Nên nếu như 3 điểm mình xài lá này nó lên 6 điểm thì mình chỉ có lãi được có 2 điểm rồi. Trong nhiều trường hợp nó lại là quầy vốn nữa. Không ngon. Cái này thì khá là ngon nè, 2 điểm. Cái này cũng ngon nữa. Đáp cháp cộng 4 feet, tức là chỉ có cái bẫy đó cộng 4 feet thôi, chứ mấy bẫy khác thì không có được. Hai lá này lấy lá nào ta? Trái đi. Trái hiệu ứng nó vẫn ngon hơn là dồn vô một lá bài. Dồn vô một lá bài mạo hiểm lắm. Cầm phai có nghỉ ngơi hồi 30% máu tối đa với nâng một cạc nè. Nâng lá này em thành gì? 10 đam 5 giây. Vì nãy bút vô lá này nâng được nó không ta? Hay là cái bút nó tính nâng luôn? Cộng 5. Cúp 4 cạn. Lá này có gì thao rồi.
nó giảm cái thời gian hồi chiều xuống gần 50%. Đi quốc luôn, chẳng 2 điểm lại tiêu tiền, tiền đâu nữa mà tiêu, không mua được cái gì hết. Cái lá này nó lại ngon mà giờ nó lên giá hả? Bắn một viên đạn hơi cái đường thẳng làm chậm tất cả quân địch thì chắc nó giống cái phi tiêu nãy mình lắp bình thường á. Dành đùng một cái chắp cạc lên tay, cái này cũ rồi. Mua lá này không ta? Mua đi, không 4.000 mua dọc. Đó, đánh được cái ải elite này không ta? Đồ quả nãy giờ toàn mấy cái gừng cây xanh tươi nè. Chị áo màu quá vậy? Phải quái nó đi ba đường vô cái khe hẹp này rồi cái phi tiêu của mình nó phế lồi luôn rồi. À không, phi tiêu đặt ở trên bắn xuống được. Cái hất này ở đây thì hất nó lên đây, hất lên chỉ có hất ở đây hất qua thôi, đây hất được cái nào. Hất được một ô. Tí nữa xài lá này luôn. Ok, go. Cái thai lên. Ủa, cái con này màu xanh là sao vậy? Ôi. Ai, gúc gúc gúc. Kiếm đá nào xịn xò lắp vô liền. Chết rồi, đặt lộn rồi. Auto là cái gì? Auto này chắc là chức năng nó tự động mà kích hoạt liên tục á. Còn nếu như mình không bật thì khi quái nó vô thì nó sẽ tự động bật. Hoặc là mình chỉnh tay á. Để đây đi á. Ủa đâu tiêu luôn rồi. À nó xuống rồi nè. Không, 3 điểm rồi mình xài cái lá đó. Cho cái này nó lên 6 điểm. Ê, 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 ê. Cái méo gì nó tăng có 1 điểm. Nó bị lừa rồi. 3 điểm nó có x2 lên mà nó lên được 4 điểm. Toàn rồi anh em ơi. À quên, đặt ở đây cho đẩy xong. Rồi giờ mới thấy cái lá đó. Còn mười mấy máu. Elite nó khó quá vậy. Quá to. Em game, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nói chung là hiểu sơ sơ rồi đó. Đây, lá Suki game đầu tiên luôn hả? Cái bộ bao là cái gì? Gấp đôi cái hiệu ứng của cái lá bài này. À cái dòng vàng này là cái dòng boost thêm, còn mấy lá bình thường thì nó không có cái dòng vàng đó. Không điểm mà nó lên 4 cộng 2 là... À 4 này nó đã 2 cộng 2 rồi. Cái phi tiêu ngon, nó màu tím, đơn giản vậy thôi. Điền phải. Điền phải được xài tiền chó. Cái lá nãy nó ghi double mà cuối cùng nó cộng cho mình có 1 điểm 1 à. Sao mới quay 1 mà khó vậy nè. Nó đi đường này trước, đường này có cái hất, hất nó xuống đây được. Cái lá hất này luôn luôn là mạnh nhất. Ở đây cũng hất được đó nè. Hất cái lọt xuống lỗ nè. Lá này cùi lắm, tôi không muốn xài nó tí nào luôn. Nên chắc để dành xài lá này.
Ấy, bấm lũng nó bây giờ rồi, lũ đảng đó. Tăng tốc lên. Nó qua bên đây rồi. Ba điểm nên đặt cái phi tiêu này luôn chưa ta? Đặt luôn đi. Đi xuyên qua quái luôn kìa. Ấy. Ấy. Lũ đảng đó. Méo ổn rồi. Không, đẩy quái xuống thì nó lại bất ổn lắm. Đẩy quái xuống thì như là tự bóp chính mình nhé. Cứ đẩy qua đẩy lại được nè. Đẩy nó vô cái bẫy này được. Tsukigen của tôi, trời ơi. Vậy mà để sống con quái, đi nó cầm cái khiên đi trước kìa. Tsukigen bắn sau lưng cũng được. Không kịp. Muốn điểm này lắp đi. Mới quay đầu mà đoan hay quái đi hai đường khó chịu quá. Quái này tình đau quá lâu luôn. Sau khi sử dụng một khiêu thì nhận được một số phép. Mình có khiêu kẹt không? Quỷ cái cạc ở trên sàn của mình và nhận được một cái điểm này, tức là những lá một điểm xài thì nó chỉ quê vốn thôi. Tâm đam có thể đặt trên tường, thay được cái đẩy đẩy trên tường nè. Lấy lá này đi, chỉ có một lựa chọn rồi, khỏi phải suy nghĩ mất công. Cái này giống cái màn hồi nãy đầu tiên mình chơi mà quay ngược đó. Sẽ đặt hai cái đẩy ở đây để cho nó rớt xong. Ở đây không có tường. Chỉ Tsukigen chỉ hơi đặt chỗ này thôi. To nghe à. Đặt hai cái tường nè. Để nó đẩy quái rớt xong. Tiết kiệm tiền đó. Khoảng 3 đến 4 điểm mình đạt được cái Tsukigen đó. Đấy. Kịp không? Kịp 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 kịp. Năm điểm rồi, 6 điểm luôn. Ôi 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 ôi. Nên đặt cái Tsukigen ở dưới hay trên? Nếu ở trên mình xài đẩy rồi á thì có thể là không cần cái Tsukigen nó cho anh đâu, đặt dưới đây. Rồi, rút bài mới luôn. Đó, ở trên mình chỉ cần hất thôi, không cần gây đam. Tại vì nếu như mình gây đam vô con quái nó còn 1-2 máu á, thì khi đi tới mấy cái mé sông này nó hất xuống dưới á, thì nó lại lỗ đi. Đi hất một con đầy máu thì nó vẫn ngon hơn là hất một con 1-2 máu nhiều. Bắn bắn bắn. Rồi nó phá mất cái bẫy hết tươi rồi. Rồi sống con nữa rồi. Kìa nó chạy nhanh quá vậy. Không, hất nó xuống dưới trên luôn. Chỗ này. Gất dưới không ta? Cho nó chỉ mũi tên ngay đây vậy. Rút 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 rút. Ủa? À, cái này nó nằm ở hướng nào thì nó cắt ra đó. Còn cái lá đó thì cái lá này nó cho mình dọn cái lá quỷ nè. Còn cái lá dưới sàn này á thì là nó bay luôn. Nó tự động quỷ một lá trên tay mình luôn. Không có được lựa chọn.
Rồi nãy không đặt cái này sớm, ngu quá. Đặt chỗ này nó cũng có thể đẩy gớt đây được nè. Ủa không gớt hả? Vậy là cái yếu tố trọng lực nó ảnh hưởng rồi đó. Quỷ ra này luôn. Gút. Chu kỳ game tốn tiền quá. Khoảng 16 máu à. Ok qua màn được thôi. Cái lá này khốn nạn. Hồi nãy 3 điểm mà xài nó lên 1 điểm. Cái lá này giống hệt cái lá vừa nãy mình triệu hồi một cái con mà cầm kiếm. Mất 2 điểm anti. Thăng thêm cái đâm boss do quá triệu hồi này. Nó màu tím nên lấy nó đi, suy nghĩ mình quá gì. Rồi những cái nãy nè. Hồi nãy mình đi giữa giờ mình quẹo trái. Mất 50 xung số con nhưng mà lấy được. Thôi mất một kẹt đấy. Nhận được đóng đồ. Bây giờ có tiền là chắc đi bên này xài tiền. Đi bên phải thì tí nữa mới xài nhưng mà đánh quái elite. Sao ta? Tôi cũng muốn đánh elite coi thứ hai nó gớt ra cái gì. Không có mình chơi lại thôi, đầu game mà, đánh elite đi cho nó quen. Rồi, anh em thấy cái lá bài hất hồi nãy á. Vô cái quầy này thì đâu có chỗ để mình hất nữa. Nên cái lá này bây giờ nó đã phế rồi luôn. Thử này không? Tôi nghĩ để nó đi lại tới đây mất 4 điểm rồi hay đặt cái vi tiêu. Đây không có tường để đặt vi tiêu được nên cứ thế đặt ở đây thôi. Thôi đặt luôn đi. Đặt bên đây trước đi. Tí nữa vi tiêu xịn thì xịn sò thì mình đặt bên phải sau. Này đi nhanh cái gì từ từ bán. Con gì bự dữ vậy nè. Chắc là bỏ lá này đi. Thôi rồi, thôi rồi. Có máy bay nữa kìa. Con gì? Thôi nó gọi con quái rồi, chém cũng ngon quá. Con méo gì bự vậy nè. Thôi rồi, chết tôi rồi. Này thì elite còn 10 máu à. Ủa, à dướng cái bảng kia rồi. Trầu dữ thiệt. Ơi con khủng long nó khôn chứ gì. Rồi cũng qua màn. Nét cạc thì sẽ chơi thêm một lần nữa. Gương nhân bản. Game 15 đam. Bốn điểm lận. Lá này ngon hơn nè. Mình để 6 điểm mình nhân bản hai cái phi tiêu. Ủa cái nãy mới quái thường thôi đó. Giờ đánh elite là cám luôn á. Coi báo đi. Sau khi mà mình bỏ được 8 lá thì sẽ rút thêm một lá. Nhận cái này thì dùng máu hả? Dùng máu giá tiền hả? Sẽ là random hai kẹt được nâng cấp. Đặt 10 lá kẹt xuống thì sẽ thêm một cái kẹt. Không, cái này nếu như mình xài farm kẹt giá rẻ thì có lợi. Cái đầu tiên đi.
nó nâng được một cái bảy tường, hai cái bảy tường luôn, 6 máu nâng luôn, không có máu me gì hết. Ngon, xài cái lá này là nó clone ra 3 lá nữa, vô cái lò rèn là event lò rèn đấy cộng 2 đam. Sau khi lay cái cạc này thì random nhận được một cái hóa, một cái quân địch không phải boss nó thành một con gà. Tốc độ của quân địch thì sẽ giảm 50% nhưng kéo dài 2 giây. Tôi nghĩ lấy cái này nó ngon á. À mình phải hạt nó vô lá bài. Vậy lấy lá bên đâu hấp nhất? Hay là lấy đá đánh ao là cái phi tiêu nãy ta. Thôi lá này đi, tiết kiệm tiền. Rồi mình mua được lần 1 đi luôn à. Tôi tưởng là dùng hết tiền. Vậy tiền ngoài mua đồ mình có thể ghé đó để làm thêm nhiều thứ. Nè cái gai của mình nó mới nâng cấp nãy nè, nó lên được 8 đao. Thì giá đặt ở đây đẩy nó xuống. Lên bài mới luôn. Nè Migo nè. À mình clone cái ba con này luôn. Vậy là 4 điểm. Điểm nữa. Điểm nữa, điểm nữa. Rồi ok. Con này thì đặt nó ở đâu nó cũng đi với anh. Đó gà ba chiến binh. Đẩy 2 feet luôn. Bót kìa, bót kìa. Ấy 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 ấy. Rồi hất nó vô dụng luôn. Hất về mấy lính cũng có chạy gì kịp đâu. Shukigen đây máy chém đây. Toàn còn 5 máu à. Đặt cái máy chém đây đi. Cái máy chém này nó có nâng rồi. Tiếp một tá này. Còn lại mình tích tiền để cái Shukigen. Sau này ít 3 ra mà nó cùi dữ ta. Đó làm chậm ngon lắm. Làm chậm mà ngay khúc cua nữa. Xong luôn kìa. Gao quay này nó hơi ngắn dữ vậy ta. Cùi quá vậy. Quá cùi luôn. Nhận được con điểm à. Thử cái lá này. Học thì cũng không hiểu cái lá đó cho lắm. Đó tiêu tiền được rồi nè. Phú nhị đại đây. Ủa ba cái đồ này cùi cái gì? Cái lá này. Đút 2 cạc rồi bỏ 1 cạc. Trình vô bài thì lá này rất là tốt luôn. Nâng cấp một cái cạc trong cái bộ bài của mình và sử dụng nó trong cái trận chiến này. Tức là à không, nó không có ethal. Tức là xài được nhiều lần. Sao bà mua được cả 2 luôn. Chỉ có cho con nít mới lựa chọn. Chết tía rồi còn có 5 máu à. Sao mà cái này nó quần 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 vậy ta. Một đống kẹo luôn à. Tôi nghĩ là nên thiết kế lại cái USUI của cái này đi. Đầu tiên là đá nè. Đồ họa thì đương nhiên là nó đẹp phải bách gao nè. Bách gao thì cũng ổn nữa. Thì cảm giác cái này nó lơ lửng như không trung, nó hơi không thực tí. Thì đầu tiên là cái viên kẹo nè, nên đổi thành cái hình gì đó hoa văn bùa chú ma pháp rồi cho nó dễ nhìn. Cái thứ hai là cái kinh đao, nãy giờ anh em để ý cái kinh đao đó là như một cái đồng hồ màu trắng quay đó. Thì khi mình đặt cái bẫy nó đã trắng đen rồi, quay cái đồng hồ nó lại trắng đen nữa, thì rất là trùng lắp luôn. Nếu như theo cái tiếng như thế này á,
Thì cái Tsukigen của mình khá là phế. Mình không xài được lá nào trong bộ bài nào luôn. Ngon nhất thì có thể đặt cái Tsukigen ở đây thôi, nhưng mà giờ cũng chả đặt được. Các đôi gòn bộ bài mới á, setting audio cái con này nãy khá là phế luôn. Hất thì đặt chỗ này ngon nhất. Một lá hất nào, một lá trong. Lá trong thì đẩy đây nó gớt dưới mình thôi. Rồi, tạm thời để đội hình đi, tí nữa mình gọi này ra. Ba điểm lận. Sống này có sống nè. Cái này yếu quá vậy, chém hai đâm ta. Rút cái đó. Một lá hất nữa. Farm ở đây, ở đây, ở đây. Chỗ này cũng ngon. Bigo, Colonia ba lá này luôn. Thì cái lá này không điểm. Đây, chút nữa thì đặt cái Tsukigen ở đây, nó bắn ở đây được rồi nè. Nhưng mà quái nó có quẹo ở đây không? Cái chết cũ rồi, mà vừa nói xong. 3 điểm, 3 điểm. Rồi, ok. 1. Cút cua này. Đặt như thế thì khá bất lợi, nên chia đôi ra đi. À, cái tượng này nó giờ mới thấy hiểu cái tượng này. Khoan khoan khoan, rút thêm hai cạc, bỏ một cạc. Cái lá lời nguyền này vẫn chưa biết nó, nhưng mà ở đây có một lá tường nữa. Ủa, hai ô nữa hả? Lá này là sao ta? Tôi sẽ úp cái lá Tsukigen luôn. Hay là úp lá này? Không. Ủa, không có úp được Tsukigen này. Đặt nó đây được không ta? Hay là lắp mẹ cái chỗ này lại luôn đi. Không thấy này nó gây đam. Gắn cái lời nguyền vô mấy quân địch thì mỗi lần cái năng lượng đó. Mới có 5 điểm mà, phải xài rồi. Ủa này con mình làm quản.
Còn có 1 lá, 1 thì bắt phải lựa chọn đó chứ. Đó, con mình nâng nè. Bỏ cái lá sàn để rút 2 lá nữa. Đặt cái này ra được 1 nữa, lắp đây luôn. Tại vì cái này nó phá được nha, nãy tôi thấy nó phá của tôi rồi. Ba điểm này đặt đi. Đặt đây luôn, chặn đường luôn. Đây cái nữa. Mình còn một cái tường gai nữa. Quái nó dồn cục ở đây quá rồi. Rồi quay 9 nhân 9 luôn rồi. Rồi nó không qua được cái chỗ này luôn. Không đặt được. Chơi luôn. Giàu có hay sợ gì nữa. Yes. Cô báo nè, mỗi 7 cái lá bài tiêu thụ thì lá tới sẽ được kích hoạt 2 lần. Quá ngon. Gây 2 đam cho mỗi quân địch, chứ hiệu ứng bình thường. Giống như đóng băng thì khi đó. Chắc cái lá này cũng nâng được nữa hả? Nhưng mà nó lại quỷ cái hiệu ứng đó nên hai cái này nó dồn với nhau không, nó sẽ tắt tắt với nhau được không? Tức là nó dính hiệu ứng là sẽ ít hai đam nhưng mà sau đó nó bỏ vô lại loại bỏ cái hiệu ứng, nhưng mà cái này nó lại tăng hiệu ứng nữa. Liều thứ hai trông có vẻ là khá là ảo ma rồi đó. Cần chôn cài khá là tốt nữa. Quỷ tất cả các lá bài trên tay mình, mỗi lá quỷ thì sẽ nhận thêm một cái điểm mà phi trọng lực. Chơi luôn, bài xấu thì dữ lắm đó. Elite còn qua nữa thì giờ mấy cái đơn giản này, cái méo gì nè, như cái nấm mồi á. À cái nấm mồi là mình không xây được. Đặt cái lá này đầu tiên thì mình có 1 điểm nữa là 4 điểm. Thôi chết rồi, đáng lẽ phải đặt ở dưới chứ, chơi ngu rồi. À không dời được mà. Đó, ép nó đi qua bên phải hay là hoặc là đập luôn cùng ngày. Giờ mình có thể clone được 3 lính hoặc là clone được 3 cái máy chém này. Bằng lính đi, tiến hại lên, tiến lên Pikachu. Chỗ này tí nữa đặt cái Sugigen nè. Đó rồi, đúng đẹp đấy đó. Bỏ cái lá này, có cái lá lách hồ. Chơi luôn, lấy được 6 điểm nữa rồi. Ủa sao vẫn trừ 2? Phải tán giá bãi sẵn. Cái lá lời nguyền này vẫn không hiểu cho lắm. Cái lá này thì phế rồi, nên chắc vẫn đặt cái lá hết xuống thôi, cho nó hết được về. Tăng thêm cái quãng đường ở điên tí.
lá lời nguyền thì chắc đặt ở đây. Nó hai ô nữa. Lách hồ, bài cùi không à? Hai điểm mình chơi luôn. Bốn lá cùi. Quất. À, mỗi con này ra mình gọi nó trừ 2 điểm, mình gọi 3 con là trừ 6. Mới có tiêu thụ 3 lá à. Để quên khúc bài nữa nhé. Cái ô này mình nên đặt chỗ này, nó đi cũng được thì có thể đặt ở đây nha. Nhưng mà nó qua cái chỗ này rồi coi như to rồi. Đó rồi, lóc cái đường nó luôn đi. Rồi tích điểm. Ủa ra một cái nữa nè. Đếm cho được 7 lá thôi. Còn 6 điểm. Rồi, cái chung cái game mình đâu. Mười đam. Thêm một cái máy chém đây nữa đi. Tí nữa Suki game sau. Đang hồi chiêu. Quốc. Méo cái Suki game rồi. Nhưng mà có thằng này. Vẫn thủ khỏe, nó chưa qua được cái khung này. Một điểm nữa lấy Suki gen. Rồi lấy luôn đi. Tôi tính đặt cái máy chém này nè. Chứ đặt cái tường đẩy này nó hơi phế. Win luôn rồi. Nè mất 2 điểm phi trọng lực nè. Cái này nhận được một phi trọng lực lại. Sử dụng một khiêu cạc thì cộng 1 sao viết. Khiêu cạc mình có nhiều không ta? Không, ít khiêu cạc lắm, xài lá này đi. Cái forward đó phải tính vô sự khiêu cạc không? Đâu. Nó chỉ giảm một điểm này thôi. Khét méo nhà đâu? Lừa đảo à? Lúc lút hả? À? Được. Tăng thêm một. Để suy nghĩ kỹ rồi. Hình như là cái này nó giết được địch đó, thì nó mới tăng 15 đam. Nếu như ép nó lên đó, thì thời gian nó đánh nhanh hơn tí. Cái đam nó tăng lên được tỷ lệ cao hơn. Lần. Nguyên loot. Xong con boss này chắc hết demo á. Boss đấy hả? À? Ở cái map này thấy quen quá vậy. Đặt Suki Gen đây được rồi. Suki Gen đây cũng được luôn. Chỉ cái lá lóc này. Lá lóc này chắc đặt đây.
hoặc là chỗ này. Không, đợi quái nó đi rồi tới đây thì mình đủ 5 điểm này. 5. Con boss đi trước hả? Hai điểm mà lúc đầu xài thấy cũng hơi chua nha. Có lá hất đặt ở đây thì nó hất được xuống sông rồi. 1, 2, 3, 2, chỗ này lá hất nữa nè. Tiện kìa. Ủa sao này nó khôn quá vậy? Đấy, đi tỉnh như gùi vậy nè. Nó nhả tiền rồi kìa. Nâng lên được 2 điểm phi trọng lực. Nhưng mà phải rút được nó đã. Nâng lá này đi. Trị liệu không? Ủa? Không chơi được 3 lần lá đó hả? Thôi chết cụ rồi. Sao vậy? Toán toán. Một pha chơi ngu đi vào lòng đất. Trực tiếp bỏ cái lá tường này. Boss trâu gì? Ủa? Nó nhảy dễ ghế nè. Ê! Rồi, hất nó vô đây không được, chưa ngủ rồi. Rồi em game đâu rồi. Ủa lá hất này nó hất bay qua tới đây luôn hả? Này nó hất được tới bao lần cái gì á? Hình như do cái điểm phi trọng lực á. Tự bóp chính mình rồi. Thử để đây thôi. Nó hết cũng xong không? Thôi. Cái ngang à. Cái vãi ra. Khi nào nhận được cái lá này thì cái chỉ số nó sẽ là ngẫu nhiên. Gà ma thực. Khi mà chơi lá này thì random một cái quân quái nó sẽ quá thành gà, quá cùi. Gì mắt. Ăn hành nhiều nhưng mà vẫn rất là cay cú nè. Cái tuần lễ mới rảnh chơi game chút mà nó nhét hành vô miệng miệng mình. Sukigen. Trên hai con mắt thì cái cạc này nó sẽ chơi hai lần. Cộng 3 ghét gao là sao đó. Tính ra thì cũng ngon đó. Cộng 3 ghét gao là cái gì cũng biết.
Nhưng mà lấy lá này đi, Sugigen cũng ngon nữa. Đi bên này là không có cơ hội xài tiền luôn, nếu mình chọn đánh boss elite. Đi bên này xài tiền 2 lần, quá là phế. Đi bên phải rồi đi. Cái số lượng quân địch đó đầu tiên này nó có ảnh hưởng gì không ta? Đây cái map nãy mình chơi đây, mình sẽ đặt 2 3 cái 7 hất. Ngút luôn. Ủa? Lộn rồi. Cái thai cho biết là đau nhanh. Lên bài. Rồi đặt một đống chồng ở đây cho nó xuyên qua xuyên lại nữa là ok. Không còn lá hắc nữa ta. À, đỡ được hai con nó đụng vô cái là bay liền. Dàn hậu cần mình vẫn còn vững lắm nên cứ thoải mái đi. Ủa đặt cái bẫy lên đây thì nó bị quỷ rồi, cái bẫy nó mất không ta? Thử à. Quá nhẹ nhàng. Cái chắp này đặt lên tường thì nó có thể thay được cái chắp đẩy hồi nãy. Nhưng mà chiếm một lót à, nó tiết kiệm hơn cái chắp đặt dưới đất của mình. Nhưng mà lấy khiêu thì có khi vẫn ngon hơn. Lấy khiêu đi, để mình control bài dễ hơn. Lúc nào cần tiền mình có thể dồn tiền. Đi bên phải nha. Nó đi đường như thế này rồi. Xây 27 hết ở đây. Giờ mình quỷ lá này đi, mình rút bài mới. Có một cơ lốc. Chạy đại đi. Không
thấy khối lốc này nữa ta. Gần xong thì mình bán lá. Bán bớt lá đi. Bút bài mới. Lên được 7 điểm luôn kìa. Giờ cần mấy cái lá như Suki Game là quá ngon luôn. Cái 7 gai này hết chỗ đặt rồi. Chắc đặt được đây. Đặt đây thì nó hơi bóp, phải nó đẩy đi. Sáu điểm full điểm luôn. Qua nó đẩy à? Lấy một cái lá, cái này cũng là ông cùi lấy Migo đi. Nhận 2 đam. Ủa tăng 2 đam nhưng mà sẽ giảm đi 2 feed. Không. Tất cả cái item trong shop giảm 20%. Không chết nhưng mà sẽ hồi phục 20%. Lấy cái dưới. Tính ra cái gương cũng ngon chứ, đâu cần phải đánh boss elite đâu. Cái map gì mà từ lưới nè. Đi ba đường vô luôn hả? Kiểu này là đi ba đường khỉ nó này. Mình có thể Migo ra được ba cái tường này là max điểm luôn nè. Tôi cần Tsukigen. Giá bây giờ cái lá hấp này rồi đặt đây hấp nó xuống sông được, nhưng mà nó đập vô cái cục này với nó đi xuống đây làm gì. Có đặt đây nè, đẩy nó rớt dòng đường nè. Mà nó có đi xuống đây đâu quên đó. Nó bay à? Mới bay chơi cho nó kìa.
Tôi vẫn lo cái chỗ này nó đi được đến đây thôi. Nó không đi đường giữa mà nó đi theo cái đường trên hoặc là dưới này là tí nữa cũng mệt á. Nó bay là mấy cái bẫy dưới đất của mình là không tác dụng gì luôn. Nó đậu điên dưới, nó phá đường dưới mà. Mấy quái bay về lấy gì chỉ nó ta? Khoan, để lên tay, bán cái lá với cái nền này. Mới đặt cái này lên. Hồi nãy đâu mất luôn cái bẫy đó, phí lắm. Quái nó bắt đầu đi lên trên này. Chặn cửa đi, chắc ăn. Trời, nó lao như tên bắn vậy rồi. Bỏ vô này đi. Không có dính tường. Ủa chết rồi, xài cái lá kia trước, lá này sao mới đúng. Nó xuống, để nó xuống sông. Mất máu 3 điểm. Triệu hồi con cung thủ cộng 2 đam cho cái ả lính triệu hồi. Ngon. Cái cạc kế sẽ chơi được 2 lần. Thì giống như cái lá Migo thôi, có khác méo rồi đâu. Lấy này đi cho nó cơ động thôi. Tại điểm mình nhiều quá. Mình cần những lá bài mà để mình tiêu cái điểm đó. Khi mà trên 2 thì lá cạc này sẽ chơi 2 lần. Cái cháp này sẽ tấn công 2 lần. Nếu bùi cháp thì chọn cái trên. Gây 2 lần đam đó. Cái này nãy mình chọn rồi. Con cung mình mới, con cung mới của mình thôi ta. Đây. Cung này tay dài không biết nó ngon không á. Chứ ngu ngu cái là báo đời luôn á. Tới quay lít luôn rồi. Bài bạc mình khá là to. Cái quái gì nè. Rồi mấy cái lốc của mình là vô dụng luôn đó. Cái hất này lại càng vô dụng nữa.
Ủa? Sao nó lên 5 điểm không mày? Lạm phát à? Thôi rồi, nó bay thẳng rồi luôn. Thôi. Mấy con cung này bắn chậm chứ thiệt, để phòng mấy con dinh không toàn là anh em ơi. Nghe cái lượng rút đầu là không lá nào xài được hết. Cái này kéo địch lại, cái này là đặt được trên tường được, lấy lá này đầu tiên cũng được, cộng hai nó tách cũng khá là cùi. Không đam mà khi cái lá này giết được một quân địch. Lấy lá này đi, coi lại đường đi. Đi bên phải mà đánh boss elite thì không có tiền, không có cái gương rồi luôn. Mới khen cái gương ngon xong rồi qua cái này mà không có gương rồi luôn. Đi bên trái tiêu tiền sớm, đi bên phải thì sự kiện với lò rèn có một chỗ tiêu tiền, nhưng mà combat ít. Map này khá là to này nha. Mình về thử thôi. Game này chơi cũng được. Demo farm farm tí cho nó quen game. Coi hết tất cả những cái lá bài mình có thể sử dụng được. Ủa cái lá này là tôi tưởng cái đó là lắp lên tường chứ không phải cái lá dưới nền chứ. Nè, làm chậm tốc độ nè. Tính ra lá này cũng không ngon cho lắm. Sợ farm nhiều thì nó còn đỡ đỡ. Mát điểm luôn rồi. Win. Cái cháp này thì có thể nâng cấp là không có giới hạn luôn. Thì nó thay đổi cái hình dạng mỗi 3 lần nâng cấp đầu tiên. Summon. Thử cái lá này liều thôi. Nâng cấp 3 lần thì phải coi cái map nữa. Lúc này thì cái việc chọn đường đi nó là rất là quan trọng đó. Mình đi cái đường không khéo là không thể nâng cấp được, báo luôn. Cái này là không có làm chậm nha. Con này chưa có nâng cấp thì nó khá là yếu luôn, nên chắc là không xài nó đâu.
Bắt điểm này. Cái thay sẽ viết lên. Này thì cầm khiên, mấy con cầm khiên cũng đâu đi qua được. Chỉ là sau này cái lá này mà đúng cái điều kiện môi trường thì rất lợi hại luôn. Làm chậm nè. Mình có hai lá nãy nè. Đây cũng làm chậm luôn. Đặt đây đẩy nó qua đây một lần nữa. Lá này không nâng là không xài đâu. Ấy ấy ấy. Mới nói xong. Rồi đéo đỡ được luôn. Tự nhiên sống con quan mạng. Mấy cái này đi. Tăng fit. Chắc tăng fit cho cái 7H là đúng ngon á. Xài tiền. Thử cái này. Vì bên cái lò rèn phải rồi. Buộc phải nâng cấp đi cái đường lò rèn đó. Nâng 3 lần nó đổi cái form của cái rễ cây á. Chỉ cái lá đó nhận ban đầu thì nó ngon, chứ nhận trễ trễ là to. Chậm đây. Chưa đủ điểm. Tí nữa cho cái lá ở phía trên này nó kinh đầu. Mấy con nặng nặng thì nó hết đâu được. Được luôn kìa. Đây. Kinh đầu vô cái lá này. 2.3 giây. Ở dưới là 3.5. Ok. Đây mình có thể hất nó xuống chỗ này cái nữa nè. Trên này có thể đẩy nó nữa. Nắp trên luôn. Đẩy nó rớt xong được. Bên trái đẩy cái nó lùi lại ngon nữa. Mày đi đây, mày đi đây. Lá này không nâng là không xài nha, lá rễ cây á. Tính ra cái bẫy này làm chậm cũng ổn nhá, đâu phải cùi quá đâu. Con quỷ nó đi dưới kìa, đẩy nó lên. Đẩy nó lên. Tu ghê đò kìa. Mày đi đâu? Mày đi đâu?
Lá này cũng được. Lá này thì khó. Khó mạnh lắm. Tại vì nâng thì chút nữa mình tập trung nâng cái lá lá cây rồi. Này đi. Vẫn đam mê Sugi game lắm. Thêm cái đâm lửa. Cái này thì chỉ đánh quái bay thôi. Thiên lý nhãn. Thì cái lá này nó sẽ ganh đung. Thì mình rút nó. Vì những nào lá cao thì lắp cái này vô ổn. Mình chả có lá nó nào cao cả. Không có tiền. Gặp cái dân làng vậy đó. Chuyển có bốn lá thì lá quái hả? Làm sao? Gặp một cái xác chết giữa đường. Sẽ chết trong bình điện nhưng không ai biết nó là cái gì. Có thể thấy cái khó khăn của cái quãng đường mà mình đi qua nãy giờ. Thì mình có thể đốt nó hoặc là tìm cái khương gương của nó. Chắc là thiêu nó đi. Thiêu nó ngay đây hoặc là mang đi chỗ nào nó thiêu. Chậm tiền luôn. Đánh quái elite hoặc là tiêu tiền. Điên phải, không đánh đấm gì hết. Mình người yêu mà mình kẹt tới thì sẽ không có tiêu thụ cái điểm đó nhưng mà nó thâu luôn. Này lấy cái 7 này đi. Slingshot triệu hồi một cái là đá thun để ở cái quãng đường đó, khi mà địch đi vô thì nó sẽ hết. Sử dụng mà trong cái quân bài này sử dụng tất cả slingshot thì đâm nó sẽ còn một một đâm hả? Vẫn méo có tiền không đọc đâu, đọc hay thèm thêm đi sự kiện thứ hai sống muốn nâng cấp quên đó. Cho nó 30 vàng thôi, không cái nào hổn ở trên đó. Trời ơi máu mình không mất, lấy đổi được có một máu à. Rồi gạo này quá to rồi. Hãy tính đi nâng cấp cái lá mà rễ cây mà đi quẹo qua đây không? Sau này không đi sự kiện đâu. Sự kiện là mình phải quen game thuộc lòng á. Lá hất độc, có lá hất đặt đây trước là đúng ngon rồi. Không có lá làm chậm luôn. Trời ơi, nó không phân ra đó. Thôi, đi mất. Cây cú. Thêm game nữa. Game cuối. Đi hai lần đam cho những mà con quái nhận cái hiệu ứng debuff. Double trigger đẩy hai lần. Đẩy hai lần. Thực ra đẩy một lần rồi thì cái đợt sau quái nó đi thưa ra. Không, không tác dụng đâu. Chớp này chớp đẩy mà đặt trên tường thì cũng không hơn được cái chắp kia là bao nhiêu. Nhìn cái trang sách viết thấy ghét. Đau hỏng quá ta. Đi dạng luôn hả? Khi mà rút được cái lá này nó sẽ gan đung. Mà nó có hai điểm đi gan đung.
Hỏi cái workshop đó là sao ta? Cái một mũi tên lửa là mỗi cái shot đó sẽ bằng với cái shot sử dụng ít 1. Siêu tên đã sử dụng à? Đi 2 lần đam với quái bay. Cái này thì đéo có đam. Chấp này thì giết một cái quân địch thì nó sẽ hồi chiều 99 vậy như cớt. Cái này cũng tạm ổn nè. Nhưng mà nó dính vô cái hiệu ứng là bất lợi là cái con mắt á. Nó chỉ có 2 điểm thôi mà dính vô con mắt thì nó lỗ lắm. Con mắt nó sẽ random cái điểm action. Tiếp tục lựu đạn con game. Ghi mắt nhân phẩm ngay từ lúc bước chân vào luôn. Giống như chơi poker chứ. Anh em có thể rút thêm một lúc. Cái cạn này dùng 2 lần nó thì thao luôn. Cái này cộng 2 đâm như cớt luôn. Gấp đôi hiệu ứng cho cái cháp này là sao ta? Thử rồi. Bên phải. Phải được đấm nhau nhiều hơn. Con cung nãy tôi thấy cũng phế lòi á. Con kiếm thì nó mạnh hơn nhưng mà con kiếm thì nó lại trừ 2 cái điểm mà điểm ai điểm mà trọng lực á. Chị đọc một cái 7H ở đây. Cái 7H đây nữa. Con này sao nó không bắn? Sắp qua nữa. Nếu đặt ở đây lợi hơn, mình có thể đẩy 2 cái chồng cho nó vô cái cháp đó kích hoạt lại lần nữa. Con này không coi được không tính hết đâu. Nó méo thèm tấn công luôn. Mười bốn đam vậy là một con ra nó sẽ cộng thêm 2 đam. Đó. Đó 16 đam nè. Ủa? Sao mất máu? Lũ đạn. Tự nhiên mất máu. Giảm một cái lần cost mỗi lần sử dụng đó, như cái lá 5 điểm này. Không, 5 điểm là gì cũng cùi lắm. Đẩy trên tường không bằng cái kia. Dạo này thấy cũng xui rồi đó anh em ơi. Tôi muốn gì mắt lại nữa đó. Tự nhiên mất máu không để ý. Có gì tôi lại video xem sao.
Còn bạn đây. Cho biết là cái lá này nó đúng là nó quá mạnh đi, nhất là mấy quái đầu nó. Không có mấy đường kia đâu. Mưa rồi. Cùng này giờ phế rồi luôn. Đi tới đi lui chơi vậy đó. Bắn mấy con rớt nước nữa chứ. Xong luôn rồi. Đây hai lá này. Chưa biết nuôi lá nào. Về sau thì con này khó lắm, chắc nuôi hướng cây rồi. Mỗi năm kẹt tiêu thụ thì tăng thêm một con mắt. Kinh đao còn 100 không. Không có cái lò sưởi nào ta, không có campfire nào. Đó map này thì 7H nó rất là ngon luôn. Đặt ngay đây một cái nè. Ngay đây và ngay đây. Ủa? Đi ra không nổi. Rồi nó không bắn luôn. Hơi to rồi. Tự nhiên sống con nhảm nhí vớ vẩn, nó đi theo nó dòm nó méo quá. Đi chơi tất cả các quan thì cái cháp trên sàn nó sẽ cộng 3 feet. Cái này nó nãy tôi để ý thấy nó cộng 1 điểm à. Bài này đen quá. Tầm tạm rồi đó. Nâng cây 3 lần phải đi 3 cái campfire. Lại không được hồi máu nữa. Cái giá phải trả quá là cao.
Rồi nó không có nâng lên, nó chỉ có cộng 1 thôi. À tôi hiểu rồi, từ 3 mình xài một cái là xuống 2. 2 nó x2 lên là 4. Lựu đạn đó, mình tính nhầm. Chắc nhầm game này. Rồi, bán được rồi. Ê. Ủa? Ủa sao giờ đi rồi nó bấm vô kênh đâu lên cho. Rồi cái lá cây của mình nó mất tiêu luôn rồi. À, ông nội này cũng đi vô đây úp mặt đường đó. Quá trời mấy con to bự nữa à. Khổ báo. Thêm một cái tùy chọn khi nhận phần thưởng card. Đứt bỏ cái hiệu ứng của cái card. Đứt bắt cái phép đứt. Chả hiểu cho lắm. Tính bộ cái hiệu ứng này gì nó nâng 2 lần không ta? Sau khi bắp gáp nè. Làm chậm quân địch. Và thêm hai cái điểm mà thiêu đốt vào tay mình. Mấy tuần, lấy thử 7 lửa nè. Có chỗ nào nâng cấp hết. Pháp này bảy hất rất là ngon.
Đàn cái, đàn cái. Đủ chết nữa rồi. Không chết. 6 điểm. Này là sao ta? Skill, farm được skill đúng ngon quá. Vãi. Không có cái lá bán đồ đó. Find the hole. Rồi, tưởng địch hóa ra con của mình. Con này dở đi chơi luôn. Cái lá lửa này đúng là lợi hại luôn. Ít phép thì ít hai lần kill. Không nào ngon hết. Không ít hai bằng không cũng như không. Lấy lá là đi. Lá tự tử nè. Được, lá làm chậm này được. Hết tiền luôn đó. Hết tiền cái vô đây nó cho tiền. Người 53 phát nữa chắc nó lên nữa. Còn cái campfire nữa nè. Rồi có biến hình vô. Đâu tranh cơ phơm mỗi 3 lần như méo gì đâu. Bệnh nâng 3 lần mà. Boss đâu? Boss đây. Không thấy mặt mũi gì vậy. À nãy nó cắt cảnh nó quay tới cái bụng này à.
khó nghe à. Không biết nên đặt theo chiều nào nữa. Chiều này đấy. Bán đồ hô. Kịp thao cái lá mà ít này đó. Chưa cần xài vội. Đặt lên tường, làm chậm địch theo đường thẳng là như thế này đó hả? Như thế này thì lỗ một ô. Sẽ đi qua một ô, hai ô, tối thiểu là hai ô như thế này. Như thế này nó có thể đi qua đây luôn. Như thế này thì nó ngắn quá. Sao ta? Cái này nó xây đường đôi làm có tính thế. Đây đây, đầu não cũng phải đi qua hai ô này. Không bắn bắn nó cũng cung của mình đâu mẹ ơi. Đây 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 đây. Chỗ này cũng hơi đẩy nó xuống sông được đó nè. Ấy. Ủa? Sao con quái này đi đâu đường dưới này lên vậy? Lấy 6 điểm rồi đó. Đường dưới này không để ý.
Chơi thử lá này. Chắc qua con boss này đó. Tôi nghĩ là đợt này không có heal như nãy đâu. Chơi chẳng gì cửa luôn. Không đam không là sao? Cây này hơi sai nè. Cây này tầm đánh nó béo quá. Win luôn cả. Ngon. Cái chớp lửa này hả? Chớp bắt tắt thì sẽ thêm lửa và giảm tốc độ đi bởi 4. Vì đốt phép của mình hay phép của địch. Chấp attack thì sẽ thêm độc nhưng mà giảm cái của mình đi một. Mấy cái dưới đây. Tại mình không có lá nào mà theo cái số ít cạc nha. Khi cái cạc này đủ mà trên tay phải á, thì nó sẽ tốn không điểm. Khi cái chấp mà giết quân địch có cơ hội là chịu hồi. Một cái dùng giết chóc. Ok. Cái lá đó gần như lá mạnh nhất của mình. Chen thì ít 2 lần. 4 điểm, 3 điểm, 3 điểm. Bất cứ khi nào quân địch gớt xuống nước là chịu hồi 1. Gây 15 đau. Đi với lá bài hất là đúng ngon luôn. Nhận 2 chen khi bắt đầu mỗi mà tao quái. Chen này đúng ngon. Đây này đây. Cái lá hất kia đầu tư game vô mà có, đi với lá bài hất thì đúng ngon luôn. Bên phải có gương nhưng bên trái có nâng cấp. Điện trái. Tôi sẽ nâng cái cây thêm một cái nữa. Vì cái map gì đừng gây xe lửa không vậy nè. Khả năng là mình không có xây được trên cái đường gây này đâu. Quái nó đi đường này. Không có chỗ nào có thể đẩy nó xuống được hết. Có chỗ này có thể đẩy được nè. Thử coi. À mấy cái này nó di chuyển hả? Cái mặt này nó hướng vô trong. Đẩy rớt nước rồi. Chết rồi, quái nó đi tới rồi. Cái đá bị lửa này cũng khó xài lắm. Cái bẫy hất này gần như vô dụng luôn. Không, vẫn còn xài được. Có thể đặt được ở đây. Còn cái lá cây quạt này. Này cũng di chuyển nữa. Đâu tạo ra cái hố gì đâu. Thank you.
Ủa hất nó đụng vô cục này nó rớt xuống như không à? Cái bẫy lửa này thì gần như không thấy xây được nào, còn cái bẫy gió này thì chắc đặt méo cái chỗ đặt luôn thiệt á. Đánh chậm quá không kịp rồi. Đó. Rồi. À cái cục này đụng vô nó cũng đẩy quái đi nữa. Con méo gì đây? Kệ, đặt tại không bố ngang cũng bố dọc. Nó đẩy quá vậy. Đó giờ mấy con này phát huy tác dụng nè. Ấy nhá. Phải. Mấy con quái bay nó nhẹ quá, mình hất cái đổ qua bản luôn. Thôi chết cụ được rồi. Cái vụ quái nặng quá rớt xuống luôn đó. Cây cú như thiệt. Kiếm chỗ đặt mấy cái bếp ga nữa. May mà mình có con cung. Đặt luôn ngay chỗ nó ra không được. Tụ khí đang điền à. Ấy quên hai cái quả cầu lửa của tôi. Hai con này đi tới đây rồi, có thể đẩy nó xuống sông được từ cái chỗ này, quạt cái nó cái đó trâu dữ vậy ta. Ngon đem xuôi đó, qua được mang một còn bộ khó nha. Lá này chứ không xài nữa đâu. Lá này lấy một điểm mầm chậm thì cũng ổn. Không có chỗ xây lấy mấy cái lá này. Lá này cũng được. Bây giờ mình tập trung hết vô cái con cây của mình thôi. Phải nâng nó tới 3 lần thì nguyên một dàn bài của mình nó lại yếu đi rất là nhiều.
Chơi luôn. Không chết rồi. Tí nữa mình dời cái này đi, có thể dời ngay đây. Nằm để mát luôn ạ. Đây, giờ nó mới ra. Sao không được thoát? Cái đó không phải quan là gì, đặt chỗ này lỗ lắm. Đặt tại đi. Quái nó gào quá trời liên tục luôn. Để chỗ này thì nó xài được hai lần, để chỗ này thì vẫn ngon hơn. Để cái lá thổi lửa ngay đây nữa nè. Tiếp một rồi dễ gần cho nè.
Nhẹ nhàng quá vậy. Được không hắc. Này mất 200 lực không được. 4 feet. Ngon nè. Nó xanh dương mà nó rất ngon nha. Đi bên trái để nâng cái cây đi. Dù bên phải có cái ngon gương. Thì vô cái hang động gặp được cái mà cái lồng đèn đang phát sáng đó. Năng lượng thì rất nguyền của. Vì mua một cạc. Cái này đéo biết là gì. Chết cụ rồi, dính ra là nguyền rồi. Úp ngẫu nhiên hai cạc. Cận tử thì ngồi rồi. Trời ơi, nó úp cái lá. Một đống cạc ngon như úp cái lá đó. Ủa lên có 200 nữa đó hả? Có đổi hình thức gì không? Thấy có phòng đọc sách đứng từ bên ngoài vào nhiều, thấy cái ngọn ánh lửng đang nhảy múa chiếu gọi những trang sách cũ. Thì học cái pháp thực đêm tối đó. Nhận được cái mà phép quỷ gì đó. Là cái lá mà quỷ lá bài mất 5 máu. Học cái trên đi. Ủa? Hình như là quỷ ba lá bài của mình. Thôi chết cụ rồi. Mất mấy cái lá đẩy tường này. Mấy cái lá đẩy tường trong nhiều trường hợp nó quý lắm á. Chơi ngu rồi. Cái gì đây? Đi thử rồi, đi thử cái đường gương này. Cộng 2 đam lấy trước đi. Đi 2 lần đam nhưng quá giải cái hiệu ứng đó. Tức là con cây của mình đam nó gấp đôi luôn. Nhưng mà nó không có gây được thêm ba cái hiệu ứng khác. Con này nè. Nó quất cái 44 đàm đó. Một người lạ xong cái này giống mà Hollow Knight quý vị. Con người xương á. Mỗi lần nó lên cái 2 đàm à. Nó biến đổi hình thái gì nữa chưa? Còn cái campfire nữa trước khi gặp boss. Quên nó đi cái bên kia coi thử. Hết cái đường gây xin lỗi. Hết ý tưởng này hết ép. Ủa? Bài của mình đâu? Khốn nạn thân tôi. Chết thì đỡ được. Tính hụt không á. Bái thiệt. Nguy hiểm lắm, không thể để nó lại gần được. Tốt nhất lên dùng hết bom đi.
Vãi đón tránh. Đó. Thua luôn rồi. Còn một máu à. Mười bốn đam luôn á, khiếp gì, 14 đam là không có cùi luôn nha. Là sết hả? Giờ nhìn thấy nó giống là sết thiệt. Bắn nó đi con cóc. Cái pha này tính để đây. Thiếu ngô rồi. Đá này tới 15 đam nữa hết á. Là sết vào đây cơ. Hai chó này sết vào đây. Mới quay đầu rồi, hơi bị sơ sức tí. Rồi win luôn rồi. Còn 3 máu. Chắc thử cái lá này thôi. Nhưng mà mình hết lá tường rồi mới cần cái lá đó. Đi thử gương rồi quá. Kiếp đôi hiệu ứng vô cái chóp. Khi cái kẹt này trên tay thì nó không tốn tiền. Mình có thể dùng vô cái lá 3 điểm nãy. Ngoài cùng bên phải nha. Nhưng mà tỷ lệ nó thấp lắm. Ủa cái cây mình không gắn được, vậy gắn vô cung thôi. Cái này bắt gạo nó lên nền mới nè, vẫn như nền cũ. Nâng lên có 10 đam mà nãy tôi thấy 15 đam là do nó cộng hai cái kia. Cái cua bên đây có thể lắp không có tường nó quên đó chứ. Bỏ đi, bỏ hai cái lửa đi, tí nữa mình lấy sao. Cái map này đâu có dấu hết đâu.
3 điểm mình xài. Ủa quên, 4 điểm chứ sao 3 điểm xài rồi. Đá này ngon nhưng mà hiện tại chưa xài được. Nó hiệp thao nên cứ để nó đi. Chưa có lá cây đâm nè, tí nữa mình đặt cái cây ở đây. Ủa, cái lá này 11 quay lận nên đặt cái này càng sớm càng tốt. Ê, 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 ê. Không bổn rồi. Giờ mình đứt máu lắm. Hả? À, 4 quay luôn rồi. Bắn đi. Sao đi gì đó rồi ông cốc. Đây, một đá cây nữa. Cây nữa đặt đây. Rồi, ok. Trừ phi có gì hàng hũ lắm thì nó mới qua được thôi. Cái này thì méo phải qua nữa. Cái này là sao? Chỉ hướng cho quân địch nó quay đầu lại. Đặt thử bên đây anh. Thì nó đang quay hướng nào? Làm hai đam rồi nè. Bảy hai đâu, công nhận nuôi cây nó ngon. Cúc cái lá đít này, cúc 24. Mấy con bay hả? Bơm nổ được mấy con bay không? 120 gram luôn. Đầu cuối rồi, xài đi, giữ cái gì nữa. Hôm đó là còn đi dạo bánh đó. Đây, 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 đây. Tới boss con khỉ nữa rồi, cây đâu? Hình thái gì mới chưa, không có đổi được cái hình, không biết nó lên được bao nhiêu, nó đổi bao nhiêu, nó ghi vào mỗi lần ba cái nâng cấp đầu tiên thì thay đổi hình thái nên không biết ba cái tiếp theo nó có thay đổi không.
Ơ cây đâu chích cũ rồi không có đám ai không có đam mày sao mày chơi nó vậy à. Rồi nó đi tới đó luôn rồi. Tỏ áp lực xong lũ đạn thôi nghĩ số game ghi phân ok bye bye anh em.